bạn gặp phải ba loại người này, hãy tránh xa nhé. Dù bạn có tốt bụng đến đâu cũng đừng bao giờ tin tưởng ba loại người đáng ghét này xung quanh bạn. Khi gặp họ cũng cần phải tránh xa họ, đặc biệt là loại người thứ ba. Tôi cảm thấy rất ngại khi nói về những người này, nhưng mà vì lợi ích của bạn, tôi vẫn sẽ nói rõ ràng cho bạn nghe. Mỗi người chúng ta đều có những người xung quanh như vậy, chỉ là bạn không biết mà thôi. Bạn hãy nhớ like và lưu lại video này, thỉnh thoảng xem đi xem lại. Người thứ nhất là những người có tâm địa không chính trực. Họ vô cùng mưu mô và xảo trá, luôn muốn lừa đảo người khác. Loại người này làm gì cũng chỉ thích chiếm lợi, luôn muốn có được mà không cần phải làm gì cả. Và hơn nữa, họ còn có lòng dạ rất là hẹp hòi. Trong công việc, họ luôn tìm cách lợi dụng và gian lận. Vì lợi ích cá nhân của mình, họ có thể làm mọi cách, nghĩ ra đủ mọi loại phương pháp, không trừ thủ đoạn nào. Nếu xung quanh bạn có những người như thế này, xin hãy tránh xa. Bởi vì trước đây bạn từng giúp họ, họ có thể quên tất cả những cái điều đó. Họ còn có thể lấy oán báo ơn. Họ luôn luôn tìm cách tính kế và hãm hại người khác để có lợi cho mình. Không ai thực sự ngốc nghếch. Những gì bạn kiếm được, những gì bạn lừa được, thực ra là người khác cho phép bạn mà thôi. Nếu bạn đồng ý thì hãy like video bạn nhé. Người thứ hai cần tránh xa là những người hay than thở, khổ sở. Bạn nhất định phải tránh xa họ. Hãy nhớ kỹ, người khiến bạn thấy đáng thương đôi khi cũng có những điều đáng ghét. Trên đời này không có tình yêu không có lý do, cũng không có sự hận thù không lý do. Đặc biệt là những người hay bi quan, hệ lụy, thường xuyên than thở. Họ sẽ khiến bạn cảm thấy thương xót họ vì cuộc sống của họ quá là khó khăn, và bạn sẽ giúp đỡ họ để họ vượt qua khó khăn. Nhưng khi họ vượt qua được rồi, họ có thể quay lại cắn bạn. Không nhớ bất kỳ điều tốt nào bạn đã từng làm cho họ, thậm chí vì lợi ích họ sẽ bôi nhọ bạn, làm tổn thương bạn, phỉ báng bạn. Chỉ cần họ vượt qua được khó khăn, họ sẽ lợi dụng bạn rồi bỏ đi. Vì vậy, những người hay than thở, bi lụy, bạn nhất định phải tránh xa. Người thứ ba là người có lòng dạ độc ác, nhan hiểm, luôn luôn giả tạo, đa nghi. Loại người này trước mặt người khác nói một đằng, sau lưng nói một nẻo. Nói chuyện với người này một kiểu, nói chuyện người khác một kiểu khác. Họ thường nói xấu người khác sau lưng bạn, họ cũng sẽ nói xấu bạn sau lưng người khác. Loại người này có thể làm mối quan hệ của bạn trở nên hỗn độn. Khi những người này gặp bạn phải tránh xa, càng xa càng tốt, đừng để họ có cơ hội làm hại bạn. Càng không nên để họ làm bạn rối ren. Hãy trân trọng những người tốt bụng và những người tích cực. Những người tốt bụng với bạn như là Duẩn đây. Duẩn mong muốn mỗi ngày mang đến cho bạn những thông tin tích cực, những thông tin hữu ích. Nhớ follow kênh để nhận được những thông tin tích cực